Chào các bạn, tiếp theo xin giới thiệu ván đấu đặc sắc giữa Hồ Vinh Hoa gặp Dương Quan Lân tại lượt đấu vòng 7 giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 1964 diễn ra vào mùng 4 tháng 5 năm 1964 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Sau 6 lượt đấu đầu tiên, khi đó Dương được 9 điểm, Hồ được 10 điểm, còn Thái Phúc Như thì tạm dẫn đầu với 11 điểm. Như vậy, căn cứ theo bảng điểm, giới hâm mộ có thể phỏng đoán được trạng thái tâm lý của họ, Dương thì phải đuổi kịp Hồ, còn Hồ thì phải bắt kịp Thái. Trước khi diễn ra ván đấu này, Hồ và Dương đã 17 lần giao tranh chính thức, với thành tích 4 thắng 4 bại 9 hòa, vì vậy ván đấu này trở thành tiêu điểm đáng chú ý nhất của giới mộ điệu bô môn cờ tướng lúc bấy giờ. Cả hai đều hạ quyết tâm giành chiến thắng lấy trọn 2 điểm trong ván đấu then chốt này, do đó một màn ác chiến giữa Hồ và Dương chắc chắn sẽ khó lòng tránh khỏi. Về sau, ván đấu này được làng cờ đánh giá là một ván đấu đối công sôi nổi nhất, kịch chiến nhất của năm 1964. Mời các bạn theo dõi. Trước đây trong các lần đụng độ, được đi tiến, Hồ thường lựa chọn tiến chốt 7, lần này lại tiến chốt 3, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Bài học năm 1960 chắc còn mới như in đối với Dương, liệu lịch sử có lặp lại? Ta theo dõi tiếp. Tới đây Hồ bất ngờ phi pháo qua Hà, một nước biến ít gặp thời bấy giờ, là một sáng tạo trong lịch sử phát triển của khai cuộc ngũ bát pháo. Con pháo này mục đích đích có thể bình 7 nếu đen nhảy ma trong hoặc bình 3 để đè ma cánh trái của đen. Ta tiếp tục theo dõi diễn biến khai cuộc. Sau này Hồ cho rằng, một khi pháo đỏ đã qua sông thì không nên bay tượng sớm, dễ bị lợi dụng. Ở đây có thể nhảy ma 2 tiến 3 trước. Ta xem xét tình huống này. Như vậy đen có một thế trận tốt hơn, ta quay lại ván đấu thực chiến. Đến đây đen đã đi. Nước này đen nhấn chốt biên, có vẻ quá thận trọng, nên đổi đi bằng pháo 9 thoái 1, mai phục bình 2 đánh xe, không cho đỏ nhấn tốt 7 đấu tốt khai thông lộ mã. Như vậy cục diện của đen sẽ bình ổn hơn. Ta theo dõi tiếp diễn biến. Hiện tại đen nhảy mã lên Hà, ngăn cản đỏ mã 3 tấn 4, đang có thủ đoạn xe 8 tiến 3 bắt chết pháo đỏ. Đỏ liền mã 7 tấn 6, duy trì cục diện phức tạp, phản ánh phong cách kỳ nghệ của Hồ Vinh Hoa. Ở đây đỏ có thể đi xe bình 6, mã thoái 3 thì xe 6 tiến 2. Tuy nhiên Hồ thấy được cái lợi lớn hơn, đó là chuẩn bị phế quân đoạt thế, ép Dương vào cuộc đấu đầy gian nan. Ta xem tiếp diễn biến. Đen lập tức tiến xe bắt pháo, ép đỏ phế pháo lấy tượng dẫn đến các biến hóa phức tạp sau này. Nếu ở đây đen đi pháo 2 bình 3 cản xe, khi đó đỏ sẽ đi. Như vậy đỏ vẫn chiếm ưu thế. Chúng ta quay lại ván đấu thực chiến. Đến đây đen đã đi. Đỏ phế pháo tranh đoạt thế công. Nếu ở đây đỏ tiến xe 2 để ma đánh pháo, diễn biến sẽ như sau. Đen vẫn đủ sức kháng cự,
quay trở lại ván đấu thực chiến. Đến đây đỏ đã đi. Như hình cờ hiện tại ta thấy, sau khi phế pháo vào tượng, đỏ đã liên tiếp tranh đoạt hai nước tiên thủ, hiện tại xe cánh phải được xuất động, tham gia cuộc chiến. Nếu ở đây đỏ đổi thành pháo 7 bình 8 phong tỏa xe đỏ thì sao? Ta xem thử tình huống này. Như thế đỏ có thế công mạnh mẽ, ta theo dõi tiếp. Đến đây đen đã đi. Hiện tại cho thấy đen tuy lời một quân nhưng khuyết tượng, đỏ có tốt qua sông, có thế công, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho đen. Ta theo dõi tiếp diễn biến. Nước này đen bỏ lại một quân, tiến xe nhằm kết hợp với xe pháo cánh phải tấn công vào cánh trái yếu mỏng của đỏ, quyết một phen sống mái. Và lúc này, bỏ mặc cánh trái, đỏ tiến mã công gấp, thể hiện phong cách dám quyết đấu kịch liệt của Hồ Vinh Hoa. Nhiều ý kiến cho rằng, nước này đỏ nên đi tượng 7 tấn 9 phòng trước một nước vẫn tốt hơn. Ta thử xem xét tình huống này. Như vậy ta thấy đỏ sẽ thắng thế. Chúng ta quay trở lại thực chiến. Đến đây đỏ đã đi. Hai bên ở vào tình thế đối công kịch liệt. Trước đây giao đấu, hai bên chưa từng kiến tạo lên một hình cờ chung cục kịch chiến đến vậy. Ta theo dõi tiếp. Đen bổ sĩ nhằm hóa giải sát thế, một nước đối phó không chính xác trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như hiện tại. Về sau chính Dương Quan Lân thừa nhận đây là một sai lầm, nên đi pháo 9 thoái 2 để phòng thủ sẽ tốt hơn. Ta xét thử tình huống này. Nếu ở đây đỏ sai lầm đi xe 6 bình 4, thì đỏ sẽ xe 8 bình 5 rồi xe 3 thoái 1, tạo sát cục vô cùng ngoạn mục. Hiện tại đỏ lấy pháo đánh chốt, tấn công trung lộ. Ta theo dõi tiếp. Đỏ phải thoái xe về để phòng thủ, nếu chơi xe 6 bình 4, lập tức đen sẽ liên tiếp dùng hai xe chiếu rút, đỏ sẽ mất xe. Ta xem tiếp diễn biến. Và hai bên ở thế đối công, kìm nhau vô cùng căng thẳng, bên nào sơ sẩy một nước đều phải trả giá đắt, tuy nhiên đen lợi thế hơn một chút. Quay lại ván đấu thực chiến. Đến đây đen đã đi. Vừa rồi là một màn đấu trí vô cùng căng thẳng,
đỏ liên tục dọa sát ép xe đen cánh phải quay về phòng thủ. Hiện tại xe đen cánh trái thoái về để pháo đánh mã, hóa giải hiểm họa. Nếu ở đây đen chơi xe 8 bình 7 để đánh tốt, bắt mã cũng không thể hóa giải thế công của đỏ. Ta xem thử tình huống này xem thế nào. Đỏ chiếu rút lời quân, chắc chắn thắng ở cờ tàn. Chúng ta quay lại ván đấu thực chiến. Đến đây đen đã đi. Nước này, đỏ không dùng tốt đánh pháo mà bay tượng tránh pháo, chứng tỏ bản lĩnh của Hồ rất cao thâm. Hồ biết rằng giá trị của con tốt qua sông bây giờ cao hơn hẳn con pháo đen, nhưng ở đây đỏ chơi tốt 3 bình 4 vẫn tốt hơn. Ta theo dõi tiếp diễn biến. Vừa rồi đỏ thoái pháo phục chốt 4 bình 5 sát tướng, đen không còn lựa chọn nào khác đành phải phế pháo giải sát. Nước đi bắt buộc. Đến đây đỏ đã lấy chốt đổi pháo, đưa về hình thế xe, pháo còn sĩ tượng ắt thắng xe 2 chốt. Đen không còn cơ hội cầu hòa nên đã buông cờ ở đây. Với trận thắng này, Hồ vươn lên bằng điểm Thái Phúc Như, sau đó vượt lên bảo vệ thành công chức vô địch cá nhân toàn Trung Quốc. Đến đây xin kết thúc ván cờ, nếu thấy hữu ích các bạn hãy đăng ký để ủng hộ và cập nhật những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại!